Chào các bạn đến với kênh YouTube của mình nha. Đây trước màn ảnh của các bạn là cái con máy sới bánh xích Kubota này của hãng cơ sở Thanh Điền đó nha. Bên cái đầu của nó giống như cái đầu của mà máy cày nha các bạn, nhìn ngộ quá đi. Cũng lúc mắc cá vậy cũng được rồi. Đây cho bạn xem, này là cái đầu của nó, này. Cái này là cái anh sẽ cho là cho trao đổi là nói Kubota là gì? Là một 95 hả? Này là cái kiểu này là cốt thẳng, đi thẳng là sao? Giờ sới này sắp này đạt đó. Sới mình nhấn múp luôn. Sau cũng lúc mà cá. Còn cái bánh xích này là bình của vậy. Bánh xích của là máy 70. Cái này là cái gì vậy anh? Cái bùi gió, lọc gió nữa. Thùng chà bá. Không bằng bên này bằng ngủ. Làm cho nó có gió, đủ gió. Dạ. Cái này như mình chạy thì chắc cũng như cái kết cấu mà lái này cũng như, thấy giống như máy cày của hang tay chạy rồi lấy qua lăng cầm cái ben bên kia ha. Quá gọn này. Cái này năm ngày mình chạy có bao nhiêu công? Chạy thẳng thác luôn á. Cầu 300m thẳng miếng khuôn cái này sáng giờ qua 300m hai khuôn luôn. Thì nói chung máy nào cũng vậy thôi, mình muốn thì qua đảo cua nó chậm hơn. Này nếu là thẳng đất dây là thẳng thác là mình chơi nha, cả trăm được ha. Ồ ở trên trăm luôn, quá dữ. Cái bông sới này cơ sở này sắp cũng đạt lắm nè, thấy mình đi tùm lum chân là nhiều cái dàn sới lắm, sới lục cục lần hòn với cái này sới nhuyễn múp. Vậy là cái này là giá chính xác nó là 195 tại cơ sở nữa ha. 193 ha, 193, còn cái này là đầu Kubota 95 ha. Lộng này hoài. Lớn cao nè, cũng cao hơn máy cày nè, cái đầu nè. Tới đầu luôn nè. Cao lắm, chạy 4.5 dàn ma rồi nhảy lên nó như vô cùng. Cao hơn đầu luôn. Chạy máy nhỏ nhảy lên nữa đầu nó cao như vậy. Dạ. Bự to. Này to thiệt. Rồi vậy rồi, cảm ơn anh nha. Cái này là tới 2m2 nữa nha các bạn. Hôm nãy mình nói tập khoảng cỡ 2m rồi, giờ tới 2m2 luôn. Bên cái đầu của nó rất là cao. Con máy này gồ ghề dữ lắm. Cao hơn cái đầu của mình. Trước cái đầu của cái con Kubota máy sới bánh xích Thanh Điền,
cái con này là cơ sở này chế cái đầu của nó giống như đầu của máy cày Kubota. Bên hông nó có cái này là cái gì thế này, đây là cái cục gì mình cũng không có rõ nữa. Ngộ chạy cũng cái tầm này cũng khá là có tốc độ nha các bạn. Sới là sới thấp nhất nha, cái tầm sới này chạy cũng khá là trâu bò. Cũng thanh điện nè, để chữ thanh điện nha các bạn. Cái lắc ngang nó chạy luôn rồi chứ khỏi gần mà ve tới ve lui về. Cho các bạn xem đây là đất mà nó đã sới nè, nó nhuyễn không. Cái dàn sới này là cơ sở thanh điện này sắp cũng đạt lắm đó nha các bạn. Mình nói thì mình quay thì mình nói vậy thôi chứ mình không có quảng cáo nha.
với cơ sở này không quen biết, nhưng mà mình thấy thực tế mình nói xem cho các bạn xem chơi thôi. Cơ sở này mình cũng không có quen luôn, không biết luôn. Thì chỉ mình gặp những con máy là lạ, mình quay chia sẻ lên thì ai có thích xem thì xem. Với tay lái đó rất là gọn gàng, cũng giống như mà lái máy cày bình thường vậy thôi. Quay đầu kìa đó, các bạn thấy không, quay đầu mà cũng là lắc cái qua lăng ngang đó, là đấy nè, người ta sẽ lắc qua lăng ngang này.